em yêu. Señale tus alas, señale tu cresta amarilla. Quay nè Huy. Huy quay nè. Nhiều video lắm mấy bạn lên coi. Rồi giờ qua coi YouTuber Cam Thi Family đang dẹo bên kia. Cam Thi Family cũng quay dữ lắm nè. Mưa đi ơi. Đây đây. Vợ của YouTuber Official. Quay chồng của Cam Thi Family đang ngồi dạ thôi. Chạy mất rồi kìa. Chạy rồi kìa. Mấy đứa nhỏ chém nhau đi chơi riêng rồi. Giờ còn người lớn đây không à. Vẫn không đi, bây giờ 4 giờ mấy rồi mà nói 4 giờ đi vẫn không đi, nó hết xăng rồi.
đẹp quá trời. Ba YouTube ba, chị Hằng nấu YouTube ba luôn. Chị Hằng là giờ YouTube ba. Chị Hằng là giờ YouTube ba. Chấp nhận. 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 Yang ơi, nướng này Yang. Giờ là ăn đêm nè, ăn tối nè. Vô là ăn. Cái này là to nè, cái này gì em crab cái này. Này của Thi hả? À, crab cái. Em là ăn giống nhau nè. Đó, New York strip steak. Trời quá trời nha. Bắt đầu ăn cái này nè. Ủa sao đổi nhau vậy con? Mì nó lo, nó quay mà nó không có lo ôm. Như đây quay hoài. À cái này. Mời. Anybody else feeling alright? With the food. Thấy đâu, một YouTuber nữa đâu rồi. Đi xuống biển chơi nè. Một YouTuber, hai YouTuber và ba YouTuber. Ba YouTuber gặp nhau nhiều lắm nè. Ở đâu? YouTuber luôn. Nhớ bạn ái đi. À, Phúc Quang Lê Official nè. Phúc Quang Lê Official. À, Cam Linh Family. Cam Linh gì? Chắc fan chị Linh biết Thi hết rồi. Đây đây chị Linh nè, là tình mình gặp Linh tình như vậy cuộc sống chưa biết thì cũng hơi sực đây là dành cho chị Linh luôn. Có gì quá sực chứ. Like bây giờ mình đi ra biển gì beach gọi là gì Coco cây gì đó. Coco cây nhưng mà mình đi cái đó là nhiều rồi, nó mấy kia nó không có đi ra biển Coco cây. Ở đây tàu nó cho mình xuống ba cái biển lận phải không? Thì ở đây mình hôm một nay là mình đi Coco cây là cái là Naso mà không biết. Naso em đi rồi. Naso rồi cái này biển này. Cái này là Coco nè, Coco cây nè. À cái này là biển Coco cây. Chuẩn bị đi lên cái xe. Ủa mình phải nói là mình đi đâu. Guys, how many in your party? 11. We have 11. Alright, we're gonna take the next round. Xe này chắc 11 người. Lên xe này không có đủ chỗ. If you can get on, watch your head and steps for me, please. The small kids sit on the inside, safety.
Small kid. Oh my god. I bãi biển chiêu ly gì đó. Chiêu. Bây giờ xếp hàng. Chiêu là biển khổ quá. Chiêu biết đi đâu. Không, chiêu ly gì á. Chiêu ly gì nãy mình nói đâu. Bây giờ là tự nói cho cái. Đi kiếm chỗ ngồi. Vậy là mình lấy được 6 cái ghế ở đây. Ủa, 2 cái kia nữa hả? Là 8 cái. Oh, sorry. Say. Giờ sao? Không cần phải chụp lại đâu, coi thử đi.
Vui vẻ vui vẻ vững vàng về cái này. Trời ơi, Huy không biết bơi. Không biết bơi. Hai đứa nhỏ nó bơi giỏi dữ. Trời ơi. Giờ là đi lên tàu nè, đi lên tàu luôn đó, đông vậy đó. Là mừng chiên xin mời đóng lại thấy có cái bờ Tham Thi Family cứ quay hoài. Nhìn nè, chụp hình á anh. Ai của mình giống nhau à. Chụp hình á. Rồi. Ăn dầu vô món tính nè. Đồng. Stream. Cái gì vậy? Ngon hả? Đó. Nào đâu? Sinh nhật của anh hai hôm nay muốn. Đó, muốn anh hai ăn được hai miếng bò luôn. Đâu nghĩ gì nào đâu. Tôi mới đi đẹp. Đến món ăn tráng miệng rồi nè. Ngon. Xin mời. Quay gì vậy? Bấm phần hả mọi người? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you, thank you. Happy birthday. Thank you very much. You need to celebrate your birthday alone. This is for your next birthday. We will keep it in the office. Sinh nhật mấy tuổi? For next one. Sinh nhật anh hai 6 tuổi. Chúc mừng sinh nhật anh Phúc 5 tuổi. Cảm ơn vợ. Chúc Phúc mạnh khỏe. Không. Tràn đầy năng lượng và được nhiều người view YouTube của anh Phúc hơn. Là bác quan tài. Chúc mừng các bạn. Anh Phúc nói gì đi? Thôi em cũng hôm nay sinh nhật cũng trên tàu là sinh nhật là lớn lắm rồi đó. Surprise. Rồi có tất cả mấy em rồi mấy cháu rồi vậy là rất là vui rồi. Mình đang nghĩ sinh nhật này rất là hạnh phúc. Cảm ơn các em. Cháu rất nhiều. Đã có tổ chức là trước là nha. Surprise nha, surprise nha. Chúc mừng 30 tuổi.
thì con chỉ muốn ba con sức khỏe nhiều, với lại có nhiều năng lượng để đi còn đi chơi với tụi con nữa. Yeah. Con chúc mừng sinh nhật ba, rồi con mong ba bỏ phước để có nhiều sinh nhật. Rồi ba muốn quay nhiều YouTube view. Ông rồi dương nhà dâu này à. Năm nay con chúc bố sống lâu. Gì sống lâu? Sống lâu 100 mấy tuổi. Làm nhiều tiền vô vậy đó. Làm từ giống chúc mừng mới vậy. Vô tiền. Cảm ơn con, bye bye. Sắp sàng thuốc rồi. Giống cho chúng mình. Sống lâu chứ. Sống lâu 100 tuổi. Sống Tết. Vui vẻ. Also, stay healthy. Happy birthday, Cổ Phước. Con chúc Cổ Phước làm nhiều tiền, thích ký tiền vô trong giống như ký nước. Vô trong giống như nước. Chúc anh hai đầy hồng ân của Chúa hạnh phúc và bình an với ba đứa nhỏ với chị Hằng, luôn luôn hạnh phúc với mạnh khỏe, nhiều sức khỏe. Rồi đứng lên chúc được rồi. Ăn hết cái bánh rồi. Lấy gì nữa? Ăn đã xong đi về. Mọi người ăn đã xong. Rồi tính rồi. Bữa nay là ngày dress code là đồ trắng. Cho nên người ta mặc đồ trắng. Gia đình mình cũng mặc đồ trắng luôn. Con hay chụp hình, chị Hằng cũng chụp hình. Đây.
Đây là cái đảo NASA. Đoàn quân đi về tàu. Tình yêu và cuộc sống lần đầu tiên đi cruise tại Coco Cay. Nói cảm ơn tình yêu và cuộc sống. Ủa điện thoại có tí hả? Không của anh Hai quay giùm. Rồi là chưa nghe. À đây 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 đây. Rồi.
Miami, kẹt xe dữ tợn luôn, cho nên đứng đợi cái xe để đi ra sân bay mà một tiếng đồng hồ. Sân bay Miami, con sông ở thành phố Miami cũng đẹp đấy, cũng lạ ha. Tiệm phở Việt Nam ở Miami. Xin chào. Đẹp. Đi vô sân bay rồi, chuẩn bị lên máy bay. Đáp máy bay xuống an toàn. Và Kha đi đến đón mình. Đang chờ hành lý lấy ra. Xin chào tạm biệt các bạn. Nhưng mà đi vui không mẹ? Hả? Đi vui. Biển đẹp đúng không? Tuy đang coi cái video cũng thi bự thiệt bự. Mọi lời nói suy nghĩ xin dâng lên Chúa nhân từ. Mọi hiểm khích đổ vỡ xin dâng lên Chúa yêu thương. Này là anh em của con, này là người chung niềm tin. Hãy yêu thương nâng đỡ và hãy nguyện cầu cho nhau. Những lời nói thật sự xin quăng xa khỏi tâm lòng. Những lời nói bàn tán xin lùi ra khỏi tâm con. Này là lời Cha truyền ban, hãy hiệp một cùng với nhau và dựng xây vương quốc hiệp nhân trong nhà Giê-xu. Chúa ơi, nguyện dâng lên mỗi niềm này. Chúa ơi, nguyện mỗi con ca tụng Ngài. Chúa ơi, nguyện xin Ngài hãy thánh hóa tấm lòng con đôi mới. Chúa ơi, nguyện dâng lên mỗi niềm này, nói những lời hay gây dựng mọi người, ủi an niềm tin của người yếu đuối, giáng giao tình yêu Giê-xu khắp đời. Chúa ơi, nguyện mỗi con ca tụng Ngài. Chúa ơi, nguyện xin Ngài hãy thánh hóa tấm lòng con đôi mới. Chúa ơi, nguyện dâng lên mỗi miệng này. Chúa ơi, nguyện mỗi con ca tụng Ngài. Chúa ơi, nguyện xin Ngài hãy thánh hóa tấm lòng con đôi mới. Dâng lên môi miệng này, nói những lời hay gây dựng mọi người, ủi an niềm tin của người yếu đuối, giáng giao tình yêu Giê-xu khắp đất mọi nơi, giáng giao tình yêu Giê-xu khắp đất. Chúa luôn cùng ta bước đường dài, Chúa ngay bên, lớp
thăng trầm sóng gió miệt mài, người vẫn năm thầm che chở cho ta, trái tim người nhân ái bao la, Chúa mãi không xa. Tình yêu Chúa ấm áp tràn đầy, bao năm tha thứ lúc ta sai lầm, cùng nhìn lên ánh sáng thập tự để nhận biết Chúa đã yêu ta như thế nào. Chia sớt nỗi buồn phiền với những anh em, dạy cho con quan tâm giúp đỡ mọi người, sống Chúa yêu con. Dẫu trên đường đi có nhập nhằn và sau cuộc đời đây có gian nan, tình Chúa luôn cùng ta bước đường dài, Chúa ngay bên. Lúc thăng trầm sóng gió miệt mài, người vẫn âm thầm che chở cho ta, trái tim người nhân ái bao la, Chúa mãi không xa. Tình yêu Chúa ấm áp tràn đầy, ban ơn tha thứ lúc ta sai lầm, cùng nhìn lên ánh sáng thật tự để nhận biết Chúa đã yêu ta như thế nào. Hướng lên lòng Chúa chan hòa tình Chúa thiết tha, Chúa đang chờ đón những ai còn lầm bước dương trần. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa là ánh sáng, Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa là niềm tin.